đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Tấn Linh. Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu những nội dung, mục tiêu, yêu cầu của đề án số 01 và chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của đề án số 01. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện đề án số 01 chỉ thị số 12 để nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương, cấp ngành liên quan tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội 13 và các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và từng địa phương, phối hợp chặt chẽ thông suốt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.